Bác sĩ đã tiếp tục gửi lời chào đón quý vị và các bạn trở lại kênh Bonsai Chiến Sự. Chúng tôi vẫn đang ở nhà bác Hải Lý, chủ tịch tập đoàn Hải Lý. Và bây giờ thì phía dưới cũng ổn, chúng tôi sẽ tiếp tục lên phía trên tầng. Có một số những cây xanh cổ các bạn nhé. Mời quý vị và các bạn cùng lên gác. Tất cả đều được thiết kế bằng đá, từ cầu thang, bậc, cây cạnh, chậu. Đây là cây long rất khủng, được đặt ngay tiền sảnh của tầng 2. Chậu đá các bạn nhé. Đây là cây xanh giáng cổ. Cây này thì chúng tôi đi chỉnh sửa và không cắt các bạn nhé. Đây là phía đằng sau cổng. Xanh cổ thì thường nó có những cái điểm nó hơi cứng một tí. Tuy nhiên thì những cây này thì chúng ta vẫn phải trân trọng. Có những cây mà nó không có cái điểm gì thì chúng ta vẫn phải thay đổi.
triển lãm mang quả đi thì rất là đẹp. Tuy nhiên thì chúng tôi vẫn phải là và phải bỏ bớt đi để cho nó khỏe cây và nó ra mầm. Những cái bông dưới chúng tôi đã đang là, thì các bạn thấy là không có cái nào nó đè lên cái nào, thì sau này cái răm của nó khỏe, nó không bị cớm răm. Nếu mà đè lên nhau 2 đến 3 lớp thì nó yếu cái bơ, những cái mầm ở dưới. Vâng, sau khi chúng tôi lọc răm xong thì xuống tóc, thì cũng là những lúc những hạt mưa bắt đầu rơi, có lẽ gọi là gội đầu khi cắt tóc xong. Còn một xíu những cái rễ chúng tôi cần lọc nữa, mà do mưa, các bạn thấy đây là một cây xanh dáng cổ rất già và được đặt trên tầng 2 tại nhà bác Hải Lý, chủ tịch tập đoàn Hải Lý Hà Nam. Những hạt mưa được rơi trên bầu trời, những đám mây đang chuẩn bị bao phủ ở thành phố Phủ Lý. Được nằm trên một cái chậu lục giác khủng cổ. Một trong những cây cổ rất đẹp, nếu như có một đôi thì quả là tuyệt vời. Các bạn nhìn không có một cái răm nào nó đè trên cái răm nào, để khi mà nó phát ra một cái lớp răm mới thì tất cả các cái răm nó đều được gặp ánh sáng, thì nó khỏe răm, nhìn nó đanh. Các bạn biết là khi mà những cái bông mà nó nấp ở dưới nó sẽ bị yếu ớt, còi cọc. Là những hạt mưa ở phần dưới thì tôi chưa lọc xong do đang có mưa, thì tôi vẫn muốn ghi hình và chia sẻ với các bạn ở cái phần phần bông này, gần như là không được đè nhau. Chúng tôi cũng đang xuống tóc chỉnh răm cho một cây xanh, sẽ là cái lão chống gậy gì cần gì đấy. Để các bạn xem qua thôi, thì những cái video mà lọc này thì tôi ít đăng lắm,
thường đăng những cái video cắt đột phá. Ở đây có một cây cổ thì tôi làm một cái video này cho anh em tham khảo, một cây xanh dáng cổ. Và nó không cắt, tôi không cắt các bạn nhé. Có những cây cắt và có những cây không nên cắt. Những cây cổ này chúng ta phải trân trọng. Và các bạn đã theo dõi video này, tôi vẫn đang ở trên tầng 2 của bác Hải Lý tại thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Do ảnh hưởng một chút dịch bệnh, chúng tôi chưa khai phá được những phôi khác, và hôm nay thì gửi đến quý vị và các bạn một cây xanh trực dáng cổ. Và tôn trọng cái cổ, mà cây này chúng ta không cần phải sử dụng đến những nhát cắt mà vẫn có những cái đẹp của những các vị nghệ nhân đã tạo tác lên, và chúng tôi là người hỗ trợ chỉnh sửa lại một chút, và cũng xin khép lại video ở đây. Tiến sự xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video này, và cũng đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông để ủng hộ Tiến sự tiếp tục làm video và các bạn cũng đón những video mới. Xin chân thành cảm ơn và kính chào. Hẹn gặp lại quý vị ở video sau.